Ngày 26 tháng 12 tại Cảng vụ Lữ đoàn 171, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ trì giao nhiệm vụ và tiễn hai đoàn công tác đi kiểm tra, công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, trạm radar 590 và các cơ quan dân chính đảng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo. Thưa quý vị và các bạn, những chuyến tàu Trường Sa 21 hay Trường Sa 10 có hải trình từ 13 đến 15 ngày và chở theo những nhu yếu phẩm và những hàng hóa được người dân gửi dặn từ đất liền ra hải đảo. Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và quân chủng đến với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hải đảo và nhà giàn DK1. Và thông qua các hoạt động này nhằm khích lệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Những cái ôm, những lời động viên, khích lệ, giây phút chia xa của gia đình, người thân đối với các chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ trên những chuyến tàu ra đảo. Đối với mỗi chiến sĩ, đây không chỉ là trách nhiệm mà đó còn là niềm tin yêu của nhân dân gửi tới các chiến sĩ, để mỗi chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tết xa nhà lần đầu tiên, Tết xa nhà thì em cũng cảm xúc đặc biệt khác mỗi năm xíu, nhưng mà có đồng chí đồng đội ăn Tết cùng thì em cũng thấy được cảm xúc sẽ ấm áp hơn xíu. Tham gia hai đoàn công tác có đại diện các cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần, kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và 60 đại biểu là phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên cả nước. Ngoài kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, hai đoàn công tác sẽ mang theo hơn 500 phần quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp và nhân dân các địa phương tặng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển đảo, thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Các mặt hàng nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán.